chào các bạn. Mình tên là Nguyễn Hồng Bảo An. Mình học lớp 31 trường tiểu học Kỳ Đồng. Sở thích của mình là bơi lội. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Minh Hà. Mình học lớp 32 trường tiểu học Nguyễn Hiền. Mình thích nhất là hát và mình đặc biệt hát những bài hát tiếng Anh. Chào các bạn, mình tên là Phan Anh Thư, học lớp 3.1 trường UK Academy. Sở thích của mình là vẽ. Chào các bạn, mình tên là Minh Khuê. Mình lớp 3.1, mình 9 tuổi. Mình học trường UK. Sở thích của mình là vẽ và nhảy. Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Võ Vinh Quang. Mình học lớp 32. Mình đến từ trường Khai Minh quận 1. Sở thích của mình là bóng đá. Mình là fan của cầu thủ Quang Hải. Mình đến đây là vui là chính. Xin chào các bạn, mình tên là Phạm Quỳnh Anh. Mình học lớp 34. Mình đến từ trường Khai Minh. Sở thích của mình là môn bóng bàn. Mình hãy chơi bóng bàn cùng thầy và bạn. Xin chào các bạn, mình tên là Lê Trần Hoàng My. Mình học lớp 3, đến từ trường tiểu học Khai Minh, quận 1. Sở thích của mình là chơi búp bê. Chào tất cả mọi người, mình tên là Huyền Nhật Minh Anh. Năm nay mình học lớp 3.2. Mình học trường UK Academy. Sở thích của mình là vẽ. Xin chào tất cả mọi người, con tên là Trần Minh Duy. Con học lớp 3.2. Con học trường UK Academy và sở thích của con là khám phá vũ trụ và đá bóng. Cầu thủ con thích nhất là Messi. Xin chào mọi người, con tên là Nguyễn Hoàng Nguyên. Con năm nay con học lớp 3.2. Con 8 tuổi, con học trường UK Academy. Sở thích của con là vẽ. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là một tuần nữa lại trôi qua thật nhanh và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tập mà chơi, chơi mà tập, yeah! Xin chào các em! Ngày hôm nay thì chị thấy các em rất là dễ thương nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với huấn luyện viên của chúng ta ngày hôm nay nha. Xin được giới thiệu huấn luyện viên Thanh Thanh và huấn luyện viên Thanh Tuấn đến từ Liên đoàn Thể dục Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào chương trình và xin chào tất cả các em của chương trình Tập mà chơi, chơi mà tập. Hôm nay cô Thanh Thanh và thầy Thanh Tuấn sẽ hướng dẫn cho các em chơi nha. Rồi bây giờ để khuấy động chương trình lên thì mình cùng hô khẩu hiệu của chương trình nào. Tay đẹp đâu, tay đẹp đâu, tay đẹp đây. Rồi vỗ tay lên đồ nào. Tập mà chơi, chơi mà tập, yeah. Rồi trước khi bắt đầu thì chúng ta cùng khởi động nha. Tay dang ngang nào. Rồi bây giờ cô hô chuẩn bị thì cái cầm thôi lớn lên khởi động nha. Chuẩn bị khởi động. Rồi bây giờ mình xoay cổ nào, xoay tròn, xoay ngược lại, hai tay lên vai, xoay vai, ngược lại nào. Rồi hai tay chống hông, xoay tròn cái hông. Ngược lại nha. Rồi, bây giờ mình chạy nhảy một tí xíu cho nóng người hơn nào. Chạy nhẹ. Rồi, hai tay để phía trước. Nâng đùi cao lên, chạm vào tay mình nào. Cao, 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 cao. Rồi. Sẽ giới thiệu trò chơi cho các em. Trò chơi của chúng ta có tên là thử tài khéo léo. Trò chơi này thì giúp cho các em nâng cao khả năng phối hợp vận động của mình và phát triển các nhóm cơ đùi. Trò chơi này chúng ta chia làm hai đội. Bây giờ cô và thầy Tuấn cùng thực hiện nha. Mỗi đội gồm có một chiếc banh. Rồi các em giữ chặt banh
ở phía sau lưng của mình, sau đó bật nhảy lên các miếng bìa của mình. Lưu ý nha mấy em phải là giữ chặt cái banh trên tay và thật là cẩn thận. Sau đó vượt qua các chướng ngại vật bằng tay, dùng quả bóng lăn qua các chướng ngại vật của mình và truyền cho bạn tiếp theo. Lần lượt từng bạn của trong đội mình sẽ đều phải thực hiện cho đến khi hết tất cả các bạn của đội mình. Chiến thắng sẽ dành cho đội nào về đích trước. Mấy em có hiểu được chơi chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ có một lần thử trước nha. Rồi các đội vào vị trí nào. Bây giờ mình sẽ đặt tên cho đội mình luôn nha. Đội bên này tên gì nè? Minion. Đội Minion. Còn đội bên này? Đội bông gòn. Một cái tên rất là dễ thương đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện lần đầu tiên nha. Các em đã sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cố vũ cho bạn mình nha. Em lên xong, em lên xong. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Tiếp tục luôn. Tiếp tục nè, cố lên, cố lên. Đội bông gòn. Nhưng mà chúng ta chưa tính. Bây giờ nháp đâu, nháp đâu? Nháp đây, nháp đây. Chúng ta sẽ cùng xé nháp nha. 2, 3. Xẹt, xẹt. Xẹt. Rồi. Rồi, bây giờ bắt đầu thật nè. Các em đã sẵn sàng chưa? Bây giờ cho một cái hô khí thế hơn nữa nè. 1, 2, 3. Yeah. 3, 2, 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng về vị trí của mình để lắng nghe kết quả nha.
Và như vậy kết thúc trò chơi vừa rồi thì đội chiến thắng đã thuộc về đội Bông Gòn. Xin được chúc mừng các em. Và đồng thời thì đội Midden cũng đã cố gắng rất là nhiều rồi, nhưng mà chúng ta thiếu may mắn một chút xíu thôi, không sao cả. Và chương trình cũng có một phần quà vô cùng đặc biệt dành tặng cho tất cả các em, đó chính là chiếc áo tập mà chơi, chơi mà tập. Xin mời các huấn luyện viên sẽ trao tặng những chiếc áo của chương trình đến cho tất cả các em. Đã nhận hết những chiếc áo chưa? Các em có thích không? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào trong với huấn luyện viên và chúng ta sẽ cùng mặc chiếc áo này nha. Đi thôi. Tập mà chơi, chơi mà tập. Fashion show. Và bây giờ thì các em đã có được những chiếc áo của chương trình rất là xinh xắn và đáng yêu luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thả lỏng. Rồi mấy bạn, giãn hàng ra nào. Rồi, tay đâu, tay đâu. Đan hai bàn tay lại với nhau, đạp ra xong. Quý vị thân mến, như vậy là 15 phút của chương trình Tập mà chơi, chơi mà tập đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 8 giờ 45 phút thứ bảy hàng tuần trên HTV9 và 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu trên kênh HTV Thể Thao. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.